Ok anh em, đây là Mavic Air với dung lượng pin là 5600 mAh ha. Nó chỉ hơi lồi một tí xíu thôi anh em. Đó. Và đây là sản năm 2024 nha. Với dung lượng pin 5600 mAh thì Mavic Air của chúng ta sẽ bay được thời gian thực tế là bao nhiêu phút nha anh em. Rồi ok anh em, vào việc thôi. Ok anh em, thì phần trăm pin hiện tại đang là 99% nha. 99% và giờ mình đang chờ điểm GPS nha. Khi nào có đủ điểm GPS thì mình sẽ cất cánh ha anh em. Cất cánh lại là ok. Rồi ok đó anh em. Cái cánh ở 98% ha. Bây giờ mình depart lại ha. Ok. Take off. Ok anh em. Ok ha, thì hôm nay là trời một ngày trời rất là nắng nha anh em. Trời hôm nay cực kỳ nắng luôn. Bây giờ mình đang thắt cốp ở 98%. Rồi đây là biểu đồ điện áp của nó nha. Để xem coi thời gian bay dự kiến của nó báo bao lâu ha anh em. Hai trời rất là gió anh em ơi, gió rất là mạnh luôn. Thời gian bay dự kiến là 38 phút nha anh em. Này anh em có thể nhìn ở bên góc ở bên trên bên phải ha. Trên bên phải nó báo là 38 phút nha. Ngày hôm nay thì trời khá là gió luôn. Bây giờ mình trước mắt mình sẽ hover nó một tí nha anh em, mình sẽ hover nó một tí. 37 phút 30 giây ha. Chúng ta sẽ xem biểu đồ điện áp nó ha. Biểu đồ điện áp nó khá là cao nha anh em, nó có cái khả năng giữ cái áp khá là tốt nha. Thì đây là cell pin 5600 mAh, ban nãy có cánh fail rồi tại vì mình ráp cánh nó bị ngược nha. Giờ nó ráp cánh ok rồi thì nó bay cũng khá là mướt, khá là trơn tru ha anh em. Đó. Đó, thời gian bay 37 phút nha anh em, báo thời gian bay 37 phút luôn. Khá là dữ ha anh em, thời gian bay 37 phút là dữ lắm nha anh em. Gió khá mạnh nha. Gió hiện tại thì khá là mạnh luôn. Thì mình sẽ nói lý do là tại sao mình lại chọn cái viên pin dung lượng là 5600 mAh cho Mavic Air anh em. Thì mình có một vài cái tiêu chí khi mà mình lựa chọn pin đó anh em. Để mình bay nó xa xa ra tí cho nó đỡ ồn, mình nói cho nó rõ hơn ha. Rồi nó đi cũng hơi xa xa rồi đó anh em. Thì những cái tiêu chí mà để mình lựa chọn một cái cell pin để mình độ cho máy bay ha, thì lúc nào mình cũng nói với anh em đó, mình có vài cái tiêu chí. Thứ nhất, đầu tiên cần phải xét đến đó chính là cái thẩm mỹ bên ngoài. Cái thẩm mỹ là một cái rất là quan trọng nha anh em, mình rất là quan trọng về vấn đề thẩm mỹ nha. Tức là khi mà lựa chọn một cái cell pin mà nếu cái cell pin đó nó có cái thời gian bay này kia nó rất tốt, nhưng mà nếu mà thẩm mỹ nó không đạt anh em thì mình cũng sẽ không lựa chọn nha. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai đó là dung lượng anh em nha. Yếu tố thứ hai sẽ là dung lượng nha. Dung lượng cao, dung lượng càng cao thì đương nhiên thời gian bay nó sẽ càng lâu nha. Yếu tố thứ ba sẽ là một yếu tố mà nó ràng buộc cái phần dung lượng, đó chính là cân nặng nha. Cân nặng cũng là một cái vấn đề rất là quan trọng nha. Thì ba cái yếu tố đó, dung lượng, cân nặng và thẩm mỹ, nó sẽ ràng buộc nhau nha, để mà chúng ta lựa chọn cái cell pin mà chúng ta sẽ thay vào trong cái máy của chúng ta để nâng cái thời gian bay của cái máy lên ha. Thì tại sao lại là 5600 mAh? Thì là 5600 mAh, cái cell này nó có một cái ngoại hình gọi là về độ dài, về độ dày, về nhiều thứ. Thế là theo mình là nó khá là tương đối. Thì ở đầu video mình có quay cho anh em xem đó, cái phần cell nó chỉ hơi lồi lên một chút xíu nha, nó chỉ hơi lồi nhẹ lên một chút xíu nha. Thì khi nó hơi lồi lên một chút xíu như vậy thì nó sẽ không có ảnh hưởng nhiều tới cái độ cân bằng của máy bay nha anh em. Còn nếu mà cái cell pin của anh em mà nó quá lồi á, nó quá lồi lên giống như những cái dạng pin mà Mavic Air 2 này kia mà nó gù lên đó anh em, thì như vậy thì cái thẩm mỹ của nó sẽ không đạt ha. Và khi mà nó gù lên, nó lồi lên như vậy á, thì khi anh em vận hành trong thực tế nó khá là nguy hiểm nha anh em. Đó, nó sẽ gây mất, nó
sẽ gây mất cân bằng về trọng tâm của máy bay, nó sẽ gây nó gây những cái nguy hiểm, những cái rủi ro khi mà chúng ta vận hành trong thực tế nha. Cái thứ hai là dung lượng nha. Tại sao là dung lượng 5600 mAh mà không phải là bất kỳ dung lượng nào hết? Là tại vì với cái thẩm mỹ ban đầu mình nói đó, nó ràng buộc làm cho cái cell mà mình lựa chọn được với dung lượng tối đa chỉ là 5600 mAh ha anh em, tức là dung lượng cao nhất về cái thẩm mỹ mà nó đạt nha, thì là dung lượng cao nhất 5600 mAh thì độ thẩm mỹ nó vẫn còn nằm trong cái giới hạn cho phép. Và thứ ba là về cân nặng, thì với cái cell 5600 mAh này mình thấy là cái cân nặng của nó còn nằm trong khoảng giới hạn an toàn cho phép của DJI nha anh em. Tức là viên pin hiện tại với dung lượng 5600 mAh này nó có cân nặng tăng hơn so với viên pin zin của máy là 2370 mAh, là một khoảng hơn 120 gram, ủa khoảng để tính lại coi, khoảng hơn 120 gram nha anh em, so với pin zin nha, so với pin zin nó nặng hơn khoảng 120 gram, nó vẫn còn nằm ở dưới cái mức an toàn là 150 gram ha. Thì đó, với cân nặng, với dung lượng và với cái độ thẩm mỹ, với cái kích thước vật lý của nó thì cell 5600 mAh mới nhất năm 2024 là nó đáp ứng được hết tất cả các tiêu chí mà mình đã đặt ra ban đầu để mình lựa chọn cái viên pin, cái cell pin này hết anh em. Đó, và những cái cell pin này thì thật sự mình khi mà mình tìm kiếm để mình mua nó anh em thì thật sự rất là khó anh em. Rất là khó để tìm được ha. Vì mình đã lựa chọn rất là nhiều cái loại size pin, nhất là nhiều những cái loại kích thước pin, rồi cân nặng, rồi dòng xả, rồi tất tần tật mọi thứ liên quan tới cái độ an toàn, tới cái hiệu suất thực tế, thì chỉ có cái cell 5600 mAh thì này là mình thấy nó phù hợp, nó đáp ứng được tốt hết tất cả những cái tiêu chí mà mình đặt ra nha. Và hiện tại cái cell này nó có cái số lượng nó cũng tương đối là khan hiếm và hạn chế. Nó khá là ít, nó khá là ít trong sản xuất ở trên thị trường, cho nên là việc kiếm cái cell này để mua mà làm thì nó cũng khó lắm nha anh em. Cho nên là ở trong cái video này mình chỉ bay test ha, để mình thử nghiệm thôi, chứ mình chưa có thương mại hay buôn bán bất kỳ những cái viên pin nào với cái dung lượng 5600 mAh này nha. Đó, tại vì là cái nguồn nguyên liệu nó khá là khan hiếm anh em, cho nên là mình chỉ dừng lại ở cái mức độ là mình test bay, mình thử nghiệm bay trong thực tế thôi nha, chứ mình không có cố gắng để mình sản xuất để mình thương mại cho anh em nha. Nếu có sản xuất ra thì thật ra là giá thành nó cũng khá là cao nha. Và về thời gian bay thì mình thấy thật sự là khá là đã hết anh em, thời gian bay rất là đã luôn. Nó báo thời gian bay ban nãy là 38 phút anh em, 38 phút. Thường là con Mavic Air này mình thấy nó báo thời gian bay sẽ là báo thời gian bay thực tế không đó anh em, báo thời gian bay thực tế không đó, chứ không phải là báo thời gian bay dự kiến đâu. Con này nó hiện là bao nhiêu là nó sẽ bay thực tế tương đối gần chính xác luôn, hơn bấy nhiêu nữa luôn đó. Mình chỉ thấy là cái con Mavic Air này là cái con mà gọi là nó báo thời gian bay chuẩn nhất luôn á, so với những cái con mà đời sau này toàn là báo ảo nè anh em. Ví dụ như con Mavic sau này có Mavic Air 2, Mavic Mini 3 này kia ha, toàn là báo thời gian bay ảo thôi anh em. 47, 50 phút gì đó là toàn là báo đó là những thời gian bay ảo. Còn con Mavic Air này là báo thời gian bay thực tế khá là chính xác anh em. Đó, và nó báo là 38 phút bay thì là nó sẽ bay thực tế có thể là đạt hơn 38 hoặc là 39 phút luôn đó anh em. Thì nếu mà với cái thời gian bay mà nó tuyệt vời như vậy thì con với cái dung lượng pin là 5600 mAh thì cái con Mavic Air này nó bay phải nói thật sự rất là tuyệt vời luôn anh em. Đó, rất là tuyệt vời ha. Và cái cell pin nó nói chung là khá là mát anh em, 32 độ C nha, cell pin khá là mát nha. Đó, yeah, phải nói là để lựa được cái cell này mình cũng đã mất khoảng thời gian rất là lâu anh em, rất là lâu ha, mình mới tìm được một cái mã pin, một cái size pin nó phù hợp ha, và có cái dung lượng cao đến như vậy ha anh em. Bây giờ mình sẽ quay thực tế bên ngoài của nó cho anh em xem một tí nha anh em, để anh em coi đánh giá về cái thẩm mỹ của nó ha. Để bây giờ mình chuyển qua mình quay thực tế ngoài cái đây, thực tế bên ngoài đây anh em. Bây giờ để mình lấy ngón tay gần cái đó, em thấy không, nó chỉ hơi lồi một tí xíu anh em, à da bụi quá, bay bụi quá anh em. Đó,
nó chỉ hơi lồi một chút xíu thôi nha anh em, nó chỉ hơi võng xuống dưới một tí thôi ha. Đó, nó còn rất là ôm sát vào trong cái body của máy ha, vì đây là bản thử nghiệm cho nên là mình tạm thời chưa gắn cái vỏ, mình phải treo dây thun như vậy ha anh em nha. Còn nếu mà bản chính thức thì mình sẽ làm cho nó vỏ này kia đầy đủ các thứ ha, thì nó sẽ bay an toàn bình thường giống như benzin ha anh em. Còn đây là bản thử nghiệm cho nên là mình chỉ dừng lại ở cái mức độ thử nghiệm thôi, mình không có làm cho nó gọn gàng đẹp đẽ vô ha. Và anh em có thể nhìn thấy là cái xe nó lồi xuống rất là ít nha anh em, nó không có gù lên nhiều ha. Và dung lượng thì cũng rất là cao luôn, dung lượng tới tận 5600 mAh ha, thời gian bay là 38 phút ha. Và mình này là mình đang trong giai đoạn thử nghiệm ha, mình không có quảng cáo để bán hàng hay bất kỳ một cái gì hết nha, cho nên là anh em cũng không cần phải hỏi mình là cái này anh có bán không hay là anh có thương mại hay như thế nào không, thì xin thưa với anh em là không có nha, mình chỉ thử nghiệm thôi nha. Đó, bây giờ mình sẽ cố gắng mình bay, mình hover để mình coi thực thời gian bay thực tế của nó có được là bao nhiêu ha. Bây giờ mình sẽ tạm dừng để video cho đến khi mà cái viên pin nó gần cạn mình sẽ quay lại với anh em ha anh em. Rồi ok anh em. Anh em thì nãy giờ mình hover, mình chỉ hover thôi nha anh em, mình không có dám bay. Tại vì mình không có lắp cái vỏ cho nên là cái phần mạch điện nó không có được giữ chặt ở trong cái phần socket đó, mình không có dám bay, mình chỉ hover thôi. Ngay từ đầu mình có nói với anh em là mình chỉ làm video test thôi chứ mình không phải là mình làm một cái viên pin hoàn chỉnh nha. Cho nên nãy giờ mình chỉ hover thôi. Và thời gian bay hiện tại đã là tới con số 27 phút 30 giây nha. Và phần trăm pin còn lại là 19% nha anh em. 19%, và trên app nó báo dự đoán là còn khoảng 5 phút bay nữa ha. 5 phút bay nữa thì chúng ta sẽ suy ra là 27 mà cộng 5 nó sẽ ra khoảng 32 phút bay đúng không? Thấp hơn so với con số 38 phút bay nó hiển thị trên màn hình ha. Thì nhưng mà nói chung nếu như mà nó đạt tới được con số khoảng 30 phút bay thực tế thì nó cũng là một con số rất là lý tưởng nha anh em. Tại vì là hiện tại nãy giờ mình chỉ hover thôi. Hover thì mình có nói với anh em, hover thì thời gian bay nó sẽ ngắn hơn rất là nhiều so với anh em bay lượn nha. Anh em bay lượn nó sẽ kéo dài lên được khoảng 1-2 phút, 2-3 phút ha, tùy vào cái điều kiện thời tiết như thế nào nữa ha. Còn hover nó sẽ thấp hơn 1-2 phút đến 3 phút, tùy theo cái điều kiện thời tiết ha. Và hôm nay thì điều kiện mình thử nghiệm là mình hover tại chỗ và thời tiết gió khá là to nha anh em. Hôm nay thì chúng một cái ngày là gió khá là to cho nên là thời gian bay có thể nó sẽ hơi ngắn hơn một chút xíu so với những cái điều kiện bình thường mình test nó lý tưởng hơn. Điều kiện thông thường mình test thì là không có gió ha, ít gió, gió nhẹ, và mình bay là mình bay lượn á, bay lượn thì nó bay khá là lâu ha. Còn bay hover tại chỗ kiểu này thì cái thời gian bay nó ngắn hơn rất là nhiều anh em. Bay hover mình sót cái máy hơn, mình thấy cái máy nó cứ phải cố gồng để nó giữ cái vị trí tại chỗ thì khá là sót ha. Còn bay lượn thì lúc nào bay lượn nó cũng tốt cho cái máy hơn nha anh em. Đó, thì là mình thấy là như vậy, thì bữa nay mình chỉ bay hover thôi. 14%, bây giờ nó đang cảnh báo là low battery và thời gian bay là 29 phút rồi ha anh em. Nha. Thì cái con số mà bay được 30 phút nó không còn là xa vời nữa nha anh em. 30 phút đó là chuyện rất hết sức là bình thường ha. Ở năm 2024 này rồi, với cái xe pin dung lượng cao ha và cân nặng nhẹ, ngoài ra thì cái ngoại hình nó cũng khá là ổn nữa, thì nó đã giúp cho những cái dòng máy đời cũ nó có cái thời lượng bay rất là tốt nha anh em, vượt qua được hết tất cả những cái rào cản về kỹ thuật ha. Thì sự phát triển của năm 2024 nha, ở trên một cái công nghệ của năm 2018 như thế này thì nó cũng gọi là quá tuyệt vời nha anh em. 2018 là Mavic Air ra mắt ha, và lúc đó nó chỉ bay được khoảng benzin, nó chỉ bay được khoảng 10-15 phút gì đó ha, là tối đa thời gian bay thực tế tối đa có được nha. Và giờ là năm 2024 thì nó đã lên được tới con số 30 phút một cách rất là thoải mái, rất là dễ dàng ha anh em, không có gì khó khăn hết trơn ha. Và bây giờ nó đã cảnh báo là 10% ha, 10% điện áp hiện tại đang là 9,20V và xe thấp nhất là 3.0V ha. 3.0V thì nó vẫn bay bình thường nha anh em, chứ không phải là nó không thể bay được nha. Nhiệt độ đang là 35,5 độ C, nhiệt độ này có lẽ là nó sẽ không chính xác vì do cái viên pin nó đang không có vỏ nha anh em. Không có vỏ thì cái xe nó được cái quạt gió và cái không khí bên ngoài là mát liên tục cho nên là nhiệt độ nó sẽ khá là thấp ha. Thực tế nếu chúng ta để cái viên pin nó trong cái vỏ ha và bay thực tế trong cái điều kiện mà chuẩn theo nhà sản xuất ha, thì viên pin nó sẽ rất là nóng nha, nó sẽ nóng hơn rất là nhiều nha anh em, và nó sẽ không có được mát giống như cái mà điều kiện mình đang bay hiện tại ha.
Hiện giờ thì gió đang lặn ha, máy đang hover tại chỗ và pin đang báo low battery ha. 7% pin này. 31 phút rồi ha anh em. 2.97V ha, và mình chỉ bây giờ mình chỉ đơn giản là mình chờ nó lên pin thôi. Chứ cũng không có làm gì thêm nữa nha anh em. Ở giai đoạn này thì chỉ trông chờ nó hết pin lên pin và chúng ta sẽ có được con số cuối cùng. Thời gian bay đạt được của cái xe pin. Ok anh em, nó đã tự landing ha. Ở 31 phút 21 giây nha. Nó auto landing luôn nha anh em. Cái này mình nãy mình có cố mình đẩy lên rồi nhưng mà nó không có lên được nha. Nó báo 5% và điện áp nó thấp quá cho nên là nó đã, cái máy nó tự nó bảo vệ, nó tự tắt nha. Nó tự hạ chứ không phải gì hết. Pin pin báo còn 5% và máy tự cho hạ cánh theo ý của máy anh em, là do là cái điện áp nó quá thấp nha. Thời gian bay có được là 31 phút 21 giây. Rất là tuyệt vời nha. Máy không tắt sau khi hạ cánh nha. Ok anh em.